Chào mừng các đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 5 trang 78 đến trang 81, tuần 27, ôn tập giữa học kỳ 2. Tiết 1, số 1 nhỏ, bắt thăm, đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi. Tháng 5 cánh diều no gió, vút cao đến giữa tầng không, ve kêu râm ran lối nhỏ, gọi bông hoa phượng rực hồng. Tháng năm bước vào mùa gặt, rơm phơi lấp cả đường làng, mồ hôi ướt đầm vai áo, ướt sang cả hạt thóc vàng. Tháng năm chim kêu ngoài bãi, cá bơi rợp phía mặt sông, hạt ngô vừa ra xuống đất, qua đêm đã nảy, xanh mầm. Tháng năm cất tiếng thì thầm, rủ nhau sánh vai mùa hạ, dấu chân thênh thang đến lạ, bàn tay ấp nắng xòe ra. Xòe ra thêm nụ thêm hoa, xòe ra cào cào mùm mũm, xòe ra chú dế cánh mềm, trái na mắt tròn thơm lừng. Tháng năm tỏa bừng mây trắng, làm ô che nắng học bài, rạng ngời bao nhiêu trang sách, cùng em mở cửa tương lai. Đoàn Văn Mật. Như vậy các em vừa theo dõi bài thơ. Sau khi chúng ta đọc thành tiếng và trả lời, các em sẽ trả lời câu hỏi. 1. Đọc đoạn từ đầu đến, ấp nắng xòe ra và trả lời câu hỏi tháng năm có những gì đẹp. 2. Đọc đoạn từ đầu đến, ấp nắng xòe ra và trả lời câu hỏi cảnh vật và con người trong đoạn thơ được tả bằng những từ ngữ hình ảnh nào. 3. Là các em đọc đoạn từ tháng năm chim kêu ngoài bãi đến hết trả lời câu hỏi. Hình ảnh bàn tay xòe ra có những gì đáng yêu, vì sao? 4. Đọc đoạn từ tháng 5 chim kêu ngoài bãi đến hết và trả lời câu hỏi. Khổ thơ cuối bài nói lên điều gì? Như vậy chúng ta sẽ đọc các đoạn gợi ý và chúng ta sẽ trả lời 4 câu hỏi này. Như vậy ý câu 1, tháng 5 có những gì đẹp? Thì trong tháng năm có cánh diều vút cao giữa bầu trời, tiếng ve râm ran trên những con đường nhỏ và bông hoa phượng rực hồng, đó là những hình ảnh đẹp của mùa xuân. Câu 2, cảnh vật và con người trong đoạn thơ được tả bằng những từ ngữ hình ảnh nào? Trong đoạn thơ thì cảnh vật và con người được tả bằng những cái từ hình ảnh từ ngữ tự nhiên và sinh động như cánh diều, ve kêu, bông hoa phượng, rơm phơi, mồ hôi, hạt ngô, chim, cá và bàn tay. Tiếp theo, hình ảnh bàn tay xòe ra có những gì đáng yêu, vì sao? Thì hình ảnh bàn tay xòe ra trong tháng 5 làm cho người đọc cảm thấy đáng yêu bởi nó tượng trưng cho sự chăm sóc, sự chân thành và sự mở cửa tương lai. Bàn tay xòe ra còn là biểu tượng của sự sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ. Tiếp theo câu 4, khổ thơ cuối bài nói lên điều gì? Khổ thơ cuối bài thể hiện sự tươi sáng và hy vọng cho tương lai, thì nhắc đến việc mở cửa tương lai cùng em, đó là lời kết thúc lạc quan, khích lệ và đầy hy vọng. Tiếp theo hai nhỏ trao đổi với bạn A những hình ảnh trong bài thơ mà em thích, B tác dụng của việc sử dụng điệp từ, điệp ngữ trong bài thơ. Thì các em sẽ nêu những hình ảnh trong bài thơ mà em thích. Cô ví dụ em thích hình ảnh của những cánh diều cao vút giữa tầng không và bông hoa phượng rực hồng. Chúng mang lại một cảm giác tự do và sự sống động của mùa xuân. B, việc sử dụng từ ngữ, điệp từ và điệp ngữ trong bài thơ tạo ra những cái hình ảnh sâu sắc mạnh mẽ, giúp tạo nên không khí và cảm xúc của mùa xuân, đồng thời chúng cũng truyền đạt những ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống và tình yêu thiên nhiên. Tiếp theo tiết 2, một nhỏ đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu. Đêm nay, sư đoàn vượt sông Đà Rằng để tiến về giải phóng vùng đồng bằng ven biển Phú Yên. Trăng đang lên, mặt sông lấp lánh ánh vàng.
Núi Trùm Cát dựng sừng sững bên bờ sông thành một khối tím thẫm uy nghiêm trầm mặc. Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên và những con sóng nhỏ lăng tăng gợn đều mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát. Sau một ngày ồn ào náo động, đêm đang lắng dần, không gian như loãng ra, thấm đượm hơi sương, thoảng chút ngọt ngào của hương cây, hương cỏ, theo khúc quan thụy. A. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu. B. Xếp các câu trong đoạn văn vào hai nhóm, câu đơn, câu ghép. C. Chỉ ra cách nói các vế câu trong mỗi câu ghép tìm được. Như vậy, chúng ta đọc đoạn văn và chúng ta thực hiện yêu cầu. A là chúng ta xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu. Câu 1, chủ ngữ, sư đoàn, vị ngữ, vượt sông Đà Rằng để tiến về giải phóng vùng đồng bằng, ven biển Phú Yên. Câu 2, chủ ngữ, trăng, vị ngữ đang lên, mặt sông lấp lánh ánh vàng. Mặt sông chủ ngữ, lấp lánh, lấp lóa ánh vàng là vị ngữ. Câu 3, chủ ngữ, núi Trùm Cát, vị ngữ dựng sừng sững bên bờ sông thành một khối tím thẫm uy nghiêm trầm mặc. Chủ ngữ dòng sông, vị ngữ sáng rực lên. Câu 4, những con sóng nhỏ là chủ ngữ, vị ngữ là lăng tăng gợn đều mơn man vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát. Câu 5, đêm là chủ ngữ, đang lắng dần là vị ngữ. Không gian là chủ ngữ, như loãng ra thấm đượm hơi sương, thoảng chút ngọt ngào của hương cây, hương cỏ là vị ngữ. Tiếp theo câu B, xếp các câu trong đoạn văn vào hai nhóm. Câu đơn là câu 1 và câu 3, câu ghép là câu 2, câu 4 và câu 5. Tiếp theo câu C, nói các vế câu trong mỗi câu ghép. Thì trong câu ghép 2 sử dụng dấu phẩy, tức là cái cách nói. Trong câu số 2 thì các vế trong câu ghép số 2 được nói với nhau bằng dấu phẩy. Trong câu ghép 4, cách nói là sử dụng kết từ và. Trong câu ghép 5, sử dụng dấu phẩy để nói các vế trong câu ghép này. Tiếp theo, hai nhỏ thực hiện yêu cầu. A dựa vào nội dung bài đọc tháng 5, đặt câu ghép theo từng yêu cầu sau, nói về sự thay đổi của cảnh vật vào tháng 5, nói về ý nghĩa của tháng 5 đối với bạn nhỏ. B. Các vế câu trong mỗi câu ghép ở bài tập A được nói với nhau bằng cách nào? Như vậy, câu A, trong tháng 5 cảnh vật trải qua sự biến đổi đầy phong phú, hoa phượng nở rộ, cánh đồng ruộng mênh mông bước vào mùa gặt. Rồi B, câu thứ hai nói về ý nghĩa của tháng 5 đối với bạn nhỏ. Với bạn nhỏ, tháng 5 không chỉ là thời gian để tham gia vào những hoạt động ngoại khóa, mà nó còn là cơ hội để khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, từ việc bay cánh diều đến việc hái hoa phượng. Rồi tiếp theo cho biết là các vế trong câu ghép ở bài tập A này được nói với nhau bằng cách nào? Thì câu đầu tiên được nói với nhau bằng dấu phẩy. Và câu thứ hai được nói với nhau bằng cặp kết từ. Được nói với nhau bằng cặp kết từ. Đó là không những mà còn. Tiếp theo số 3, nhỏ viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu nói về cuộc sống thanh bình ở quê hương em, trong đó có ít nhất một câu ghép. Ví dụ, cuộc sống ở quê hương em trôi qua êm đềm và an lành. Mỗi buổi sáng làn sương mờ dần trên cánh đồng, người dân bắt đầu ngày mới với công việc ruộng vườn. Họ ra đồng cày cấy, lên nương làm rẫy. Trên mặt ai cũng nở nụ cười, đấy là lúc mà thời gian trôi qua chậm rãi,
mỗi khoảnh khắc đều tràn ngập hương vị của quê hương. Tiếp theo tiết 3, số 1 nhỏ, xác định và nêu tác dụng của điệp từ, điệp ngữ trong mỗi đoạn thơ, đoạn văn sau. A. 4.000 năm dựng cơ đồ, vạn năm từ thuở ấu thơ loài người. Ơi Việt Nam ơi, Việt Nam, ta gọi tên người thiết tha. Lê Anh Xuân. B. Hôm sau chúng tôi đi Sa Pa, phong cảnh ở đây thật đẹp, thoắt cái lác đác lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoát cái trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào lê mận. Thoát cái gió xuân hay hẩy nồng nàn với những bông hoa lê ơn, màu đen nhung hiếm quý. Nguyễn Phan Hách. Như vậy các em hãy xác định và nêu tác dụng của điệp từ, điệp ngữ trong đoạn thơ và đoạn văn. Như vậy ở câu A, trong đoạn thơ này điệp từ và điệp ngữ được sử dụng để tăng cường sự tôn vinh và tình cảm sâu sắc đối với Việt Nam, đó là điệp từ. Việt Nam được lặp lại nhiều lần để tăng cường tính khẩn cấp và tình cảm, làm nổi bật sự gắn kết quê hương. Điệp ngữ Việt Nam ơi thể hiện sự kính trọng và tôn vinh đối với quê hương, nhấn mạnh vào mối liên kết sâu sắc giữa người viết và đất nước. Trong câu B thì trong đoạn văn này điệp từ thoát cái được sử dụng để tạo ra một cái hình ảnh đột ngột, phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong phong cảnh. Tiếp theo số 2 nhỏ. Nêu tác dụng của dấu gạch ngang trong mỗi đoạn văn sau. A. Trong không gian rộng rã sắc màu, một nhành thạch thảo vừa kết nụ, khỏe khoắn vươn lên. Bông thạch thảo tím tím xòe cánh nhỏ xinh, cất tiếng náo nức. Chào các bạn, các loài hoa vui vẻ đáp lời. Chào mừng thạch thảo nở hoa. Mai Yến Thư. B. Bài đọc Những con mắt của biển giới thiệu ba ngọn hải đăng ở nước ta. Hải đăng Đại Lãnh còn gọi là hải đăng Mũi Điện ở tỉnh Phú Yên, hải đăng Kê Gà ở tỉnh Bình Thuận, hải đăng Vũng Tàu ở Bà Rịa Vũng Tàu, Hà Thành. Như vậy chúng ta sẽ nêu tác dụng của các dấu gạch ngang được sử dụng trong mỗi đoạn văn. Thì các em quan sát, các em đọc kỹ đoạn văn A thì chúng ta thấy các dấu gạch ngang trong đoạn văn này nó đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật là chào các bạn, chào mừng thạch thảo nở hoa, thì dấu gạch ngang này nó đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. Tiếp theo ở câu B thì các em quan sát những cái dấu gạch ngang đầu tiên ở đây nó đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê, còn các dấu gạch ngang ở đây thì nó đánh dấu bộ phận giải thích chú thích trong câu hải đăng Đại Lãnh giải thích còn gọi là hải đăng Mũi Điện và giải thích nữa là ở tỉnh Phú Yên. Như vậy tiếp theo các dấu gạch ngang này nó đánh dấu bộ phận chú thích giải thích trong câu. Rồi tiếp theo dấu gạch ngang giữa các từ Bà Rịa Vũng Tàu thì nó đánh dấu đánh nói các từ ngữ trong một liên danh. Như vậy ở câu B đánh dấu các dấu gạch ngang đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê, đánh dấu bộ phận chú thích giải thích trong câu và nói các từ ngữ trong một liên danh. Tiếp theo số 3 nhỏ, thực hiện một trong hai cái yêu cầu sau. A, đó là chúng ta sẽ viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu về một loài cây hoặc là một loài hoa mẹ em yêu thích, trong đó có sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu bộ phận chú thích giải thích. Hoặc là B, chúng ta viết đoạn văn từ 4 đến 5 câu bày tỏ tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của quê hương, đất nước, trong đó có sử dụng điệp từ, điệp ngữ. Ví dụ đoạn văn A viết về một loài cây hoặc loài hoa, ở đây là chúng ta nói về loài hoa hướng dương. Em rất thích loài hoa hướng dương, một biểu tượng của sự lạc quan và sức sống mạnh mẽ. Như vậy chúng ta thấy trong đoạn văn này có sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu bộ phận chú thích giải thích
Ở đây đó là hoa hướng dương, giải thích hoa hướng dương là một biểu tượng của sự lạc quan và sức sống mạnh mẽ. Những đóa hoa vòng tròn to lớn của nó luôn hướng về phía mặt trời, tượng trưng cho sự lạc quan và hy vọng trong cuộc sống. Lá xanh mướt của cây hướng dương tạo nên một bức màn mát dịu bảo vệ cho những đóa hoa nở rộ. Khi nhìn thấy những dòng cánh hoa vàng rực nắng, em luôn cảm thấy được truyền động lực và niềm tin. Đối với em, mỗi cánh hoa hướng dương đều là một biểu tượng của sức mạnh và ý chí sống mạnh liệt. Tiếp theo B, đó là chúng ta sẽ viết đoạn văn bày tỏ tình cảm cảm xúc của em về một cảnh đẹp quê hương, trong đó có sử dụng điệp từ, điệp ngữ. Ví dụ, quê hương em là một miền quê yên bình nằm bên dòng sông êm đềm. Từ bao đời nay, con sông cứ êm đềm trôi. Con sông ấy vẫn âm thầm kể cho bao người dân quê nghe về những câu chuyện đầy tự hào của quá trình đấu tranh để giữ làng, giữ nước. Mỗi lần nhìn ngắm dòng sông tuổi thơ, em cảm thấy lòng mình bình yên và yêu thêm quê hương đất nước này biết bao. Như vậy, trong đoạn văn chúng ta có các điệp từ điệp ngữ, đó là con sông và giữ. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 5. Sau khi xem xong, các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt, cô chào tạm biệt các em.